Mở đầu là ghi nhận tại Bà Rịa Vũng Tàu. Thưa quý vị, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Bà Rịa đang lập hồ sơ xử lý Đặng Huy Hoàng, trú tại quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Hoàng là đối tượng từng có tiền án 18 tháng tù giam về tội cướp giật tài sản, vừa ra tù vào tháng 2 năm 2024 và tiếp tục ngựa quen đường cũ. Theo hồ sơ vụ án, tối ngày 21 tháng 6, Đặng Huy Hoàng điều khiển xe máy cùng bạn gái từ thành phố Hồ Chí Minh đến thuê nhà nghỉ tại thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đến sáng hôm sau, Hoàng một mình điều khiển xe đến xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa, tìm cơ hội cướp giật tài sản. Tại đây, Hoàng phát hiện một người phụ nữ đang đi xe máy cùng chồng, có đeo sợi dây chuyền vàng nên chạy theo phía sau. Lợi dụng lúc người này không chú ý, đối tượng đã giật sợi dây chuyền rồi nhanh chóng tẩu thoát. Sau đó, Hoàng đem bán được 10 triệu đồng và tiêu xài cá nhân. Tiến hành xác minh điều tra theo đơn trình báo của bị hại, đến ngày 26 tháng 6, Công an thành phố Bà Rịa mời Đặng Huy Hoàng về làm việc. Tại cơ quan công an, đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội, đồng thời còn khai nhận đã thực hiện nhiều vụ cướp giật tài sản khác trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hiện Công an thành phố Bà Rịa đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật. Liên quan đến vụ cháy tại khu công nghiệp Nam Tân Uyên, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương vào khuya hôm qua, sáng nay 4 tháng 7, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Bình Dương đã có báo cáo nhanh về vụ việc. Vụ cháy xảy ra tại nhà xưởng cho thuê thuộc công ty cổ phần khu công nghiệp Nam Tân Uyên vào lúc 22 giờ 30 phút ngày 3 tháng 7. Đây là nhà xưởng dạng kết cấu khung thép, kèo thép, mái tôn, vách tôn. Chất cháy chủ yếu là gỗ, bao bì, vải. Ngay khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Bình Dương đã điều động 100 cán bộ chiến sĩ cùng 17 xe chữa cháy tới hỗ trợ chữa cháy. Đến hơn 23 giờ, đám cháy cơ bản được khống chế. Tổng diện tích bị cháy khoảng 2.000 m2. Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân của vụ cháy đang được lực lượng chức năng làm rõ. Với hành vi dàn hàng chèn ép xe trên quốc lộ 18 gây rối trật tự công cộng, hai tài xế taxi dù đã bị Công an thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh tạm giữ. Ngày 1 tháng 7, mạng xã hội đăng tải đoạn clip với nội dung một xe taxi sau khi đón khách trên quốc lộ 18 thuộc thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh thì bị ba xe ô tô khác chèn ép tạt đầu xe. Đáng nói khi vượt được lên, ba ô tô này dàn hàng ngang rồi dừng hẳn để chặn đầu xe taxi đang chở khách. Sau đó, ba xe này tiếp tục di chuyển chậm, liên tục đổi làn đường để ngăn không cho taxi chở khách đi. Qua xác minh, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hạ Long đã triệu tập ba tài xế gồm Trần Văn Tuấn, Hoàng Ánh Cương và Vũ Văn Cường lên làm việc. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy Tuấn và Cương có hoạt động taxi dù. Trong quá trình hoạt động, do mâu thuẫn làm ăn, hai người đã điều khiển xe cản trở một xe taxi chính hãng khác. Hiện hai tài xế này đang bị tạm giữ để tiếp tục điều tra và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Thưa quý vị, Bộ Công an đang lấy ý kiến về dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định 144 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, phòng chống bạo lực gia đình. Dự thảo của Bộ Công an đề xuất sửa đổi quy định mức phạt vi phạm về cấp quản lý sử dụng căn cước công dân, căn cước hoặc căn cước điện tử. Theo đề xuất của Bộ Công an, cá nhân có hành vi cầm cố, nhận cầm cố, mua, bán, thuê, cho thuê căn cước công dân, căn cước, cho đến những hành vi làm giả, sử dụng giấy tờ, tài liệu, dữ liệu giả để được cấp căn cước công dân có thể bị phạt từ 4 đến 6 triệu đồng. Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ thuộc Bộ Công an vừa có thông báo công khai các dự án công trình do cơ quan này thẩm duyệt nhưng chưa được chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy đã đưa vào sử dụng. Theo danh sách do Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ công khai, hiện có 15 công trình tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Định, Đà Nẵng, Bắc Ninh, Thái Nguyên chưa được chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy đã đưa vào sử dụng. Trong số này, nhiều công trình tại thành phố Hà Nội như tòa nhà City 1 thuộc khu đô thị mới Văn Khê, quận Hà Đông, tổ hợp trung tâm thương mại, chung cư văn phòng cho thuê, tòa nhà SME Hoàng Gia, công trình khu siêu thị văn phòng giao dịch thương mại và nhà ở quận Thanh Xuân. Thời gian gần đây, người tham gia bảo hiểm tại tỉnh Thái Bình đã phản ánh về việc một số đối tượng tự xưng là cán bộ viên chức ngành bảo hiểm xã hội gọi điện với nội dung yêu cầu cung cấp hình ảnh căn cước công dân để đồng bộ dữ liệu, cập nhật thông tin trên sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế và ứng dụng VSSID. Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Bình khẳng định không có chủ trương nhắn tin gọi điện trực tiếp yêu cầu người tham gia bảo hiểm, người dân cung cấp thông tin cá nhân.
Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Bình đã thông báo đến các sở ban ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thông tin đến người tham gia bảo hiểm và người dân, đề cao tinh thần cảnh giác, tăng cường cập nhật thông tin về pháp luật, chính sách bảo hiểm và thông báo của cơ quan chức năng về phương thức thủ đoạn phạm tội, lừa đảo, nhất là trên không gian mạng, đồng thời khuyến nghị người dân liên hệ trực tiếp với cơ quan bảo hiểm xã hội nơi gần nhất để được hỗ trợ giải đáp những vướng mắc. Đoàn khảo sát của Ban chỉ đạo Trung ương về thực hiện đề án những vấn đề phát sinh phức tạp trong lĩnh vực dân tộc tôn giáo trong thời gian qua làm việc tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về việc thực hiện đề án này. Sau 3 ngày thực hiện sinh trắc học tài khoản ngân hàng, hiện đã có 16,6 triệu tài khoản được kiểm tra đối chiếu với dữ liệu của Bộ Công an. Thực hiện chế độ tiền lương mới từ ngày 1 tháng 7, nhiều doanh nghiệp phải rất nỗ lực bố trí quỹ lương để kịp thời thực hiện tăng lương ngay trong tháng 7. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Joe Biden khẳng định không rời cuộc đua vào Nhà Trắng, cho dù mới đây ông đã có màn tranh luận không mấy thành công trước ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump. Trong bối cảnh giao tranh tại Gaza vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, cả Israel và phong trào Hamas đang tiếp tục xem xét các đề xuất ngừng bắn nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 9 tháng qua. Bây giờ mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị, đoàn khảo sát của Ban chỉ đạo Trung ương về thực hiện đề án những vấn đề phát sinh phức tạp trong lĩnh vực dân tộc tôn giáo trong thời gian qua do ông Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với tỉnh ủy Bà Rịa Vũng Tàu về triển khai thực hiện đề án này tại tỉnh. Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh, ông Huỳnh Văn Danh, Trưởng ban dân vận tỉnh ủy, ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các sở ban ngành địa phương tiếp và làm việc với đoàn. Tại buổi làm việc với tỉnh ủy Bà Rịa Vũng Tàu về thực hiện đề án những vấn đề phát sinh phức tạp trong lĩnh vực dân tộc, tôn giáo trong thời gian qua, ông Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ nhấn mạnh, buổi làm việc nhằm đánh giá toàn diện tình hình dân tộc, tôn giáo, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trong lĩnh vực dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh, đồng thời đánh giá đầy đủ, sâu sắc thực trạng và nguyên nhân những vấn đề phát sinh phức tạp trong lĩnh vực dân tộc, tôn giáo, kết quả giải quyết của các cơ quan chức năng địa phương liên quan, những kinh nghiệm đúc rút trong quá trình thực hiện, qua đó dự báo tình hình, đề xuất nhiệm vụ, giải pháp giải quyết hiệu quả những vấn đề phát sinh phức tạp trong thời gian tới. Trước đó, đoàn khảo sát Ban chỉ đạo Trung ương đã có buổi làm việc tại huyện Xuyên Mộc. Công trình trụ sở Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hiện nay bị hư hỏng, không thể cải tạo sửa chữa. Trường hợp có cải tạo sửa chữa, trụ sở này vẫn không đảm bảo mức độ an toàn chịu lực của công trình. Dự toán chi phí sửa chữa lớn hơn 30% nguyên giá tài sản. Nội dung được ngành chức năng báo cáo tại cuộc họp Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh do ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Bí thư Ban cán sự Đảng chủ trì. Trên cơ sở kết quả khảo sát, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất hai phương án: cải tạo trung tâm hành chính huyện Long Điền để bố trí đầu tư xây dựng trụ sở Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh hoặc xây dựng mới tại vị trí hiện hữu theo phương án thi tuyển thiết kế kiến trúc được chọn trước đó. Trong hai phương án này, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất chọn phương án xây dựng mới tại vị trí hiện hữu theo phương án thi tuyển thiết kế kiến trúc được chọn để tối ưu hóa chức năng hoạt động, thực hiện nhiệm vụ của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. Bởi phương án cải tạo trung tâm hành chính huyện Long Điền, dù chi phí thấp hơn, nhưng công năng sử dụng các khối nhà không phù hợp với chức năng sản xuất chương trình chính của đài, mà buộc phải nghiên cứu thiết kế xây mới lại mới phù hợp với tính chất sử dụng và yêu cầu kỹ thuật. Qua các ý kiến đóng góp tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Bí thư Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất với phương án đề xuất xây mới trụ sở đài, đồng thời giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ban ngành rà soát lại các văn bản đảm bảo chặt chẽ về mặt pháp lý và chịu trách nhiệm giải trình trước Ban Thường vụ tỉnh ủy. Cuộc họp Ban cán sự Đảng sáng nay cũng cho ý kiến về phương án đầu tư nâng cấp cải tạo bệnh viện Lê Lợi cũ thành bệnh viện Vũng Tàu cơ sở 2. Cuộc họp dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Bí thư Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh. Bệnh viện Lê Lợi cũ gồm 14 khối công trình với hơn 14.200 m2 sàn. Các khối công trình này không thể cải tạo sửa chữa để tiếp tục sử dụng và đa số đã hết niên hạn sử dụng theo quy định.
Qua khảo sát, các đơn vị chuyên môn đề xuất cần đầu tư nâng cấp, cải tạo bệnh viện Lê Lợi cũ thành bệnh viện Vũng Tàu cơ sở 2 có quy mô 300 giường bệnh. Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bí thư Ban cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các sở ban ngành có liên quan rà soát lại các yếu tố về pháp lý liên quan. Sở Y tế có báo cáo đánh giá cụ thể chi tiết về cơ sở vật chất, đội ngũ y bác sĩ nếu thực hiện phương án đầu tư nâng cấp lên 300 giường bệnh và báo cáo lại Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét chậm nhất vào ngày 6 tháng 7 này trước khi trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua. Ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch số 87 ngày 4 tháng 4 năm 2024 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc xác định giá đất cụ thể để tính tiền giao, thuê, chuyển mục đích sử dụng đất đến ngày 30 tháng 6 năm 2024. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các sở ngành liên quan. Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, trong 52 dự án được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao xác định giá đất, tính đến nay, 4 dự án đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt giá đất cụ thể, 15 dự án chưa đến hạn hoàn thành. Sở Tài nguyên và Môi trường đang khẩn trương tham mưu thực hiện, còn lại 33 dự án chưa đảm bảo tiến độ. Nguyên nhân là do quy định pháp luật về định giá đất trong thời gian qua có sự điều chỉnh, nhiều quy định pháp luật chưa rõ ràng, nên việc xác định giá đất cụ thể gặp nhiều rủi ro pháp lý, nên đơn vị tư vấn hạn chế tham gia hoạt động này, dẫn đến việc thuê tư vấn gặp khó khăn. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Lê Ngọc Khánh, đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp, bổ sung hoàn thiện báo cáo, trong đó nêu rõ kế hoạch thực hiện đối với các dự án trong thời gian tới. Cuộc họp nghe báo cáo những vướng mắc trong quá trình triển khai một số dự án trên địa bàn tỉnh như đường 991B, đường DT992, cầu Phước An, dự án tuyến thoát nước quốc lộ 51 trên địa bàn thị xã Phú Mỹ vừa diễn ra dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo báo cáo tại cuộc họp, vướng mắc chủ yếu tại các dự án liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, đất rừng, đơn vị điện lực chưa thực hiện di dời hệ thống điện cao trung hạ thế. Sau khi nghe các địa phương, chủ đầu tư, thông tin về tiến độ triển khai các dự án, ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị chủ đầu tư dự án đường 991B phải đảm bảo tiến độ thông xe vào tháng 9 năm nay. Chủ đầu tư phải làm việc với đơn vị thi công để đẩy nhanh tiến độ. Nếu không đảm bảo tiến độ, phải xử lý hợp đồng công khai, minh bạch với nhà thầu thi công. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị thi công đến đâu, giải ngân đến đó. Với dự án cầu Phước An, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện thủ tục đất đai, đền bù, đẩy nhanh tiến độ thi công. Nếu có phát sinh khó khăn, phải báo cáo ngay để Ủy ban Nhân dân tỉnh có phương án tháo gỡ. Đối với dự án đường DT992, ông Nguyễn Công Vinh đề nghị tập trung cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trong năm nay. Chủ đầu tư phối hợp với địa phương xây dựng kế hoạch bồi thường, đề nghị tính toán kỹ để đảm bảo tiến độ triển khai dự án. Dự án tuyến thoát nước quốc lộ 51 trên địa bàn Phú Mỹ còn chậm tiến độ. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị địa phương phải nghiêm túc tập trung thực hiện. Nếu chậm tiến độ, địa phương phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân tỉnh. Liên quan đến việc di dời hệ thống điện, giao Sở Công Thương phối hợp với Sở Giao thông làm việc với Điện lực Bà Rịa Vũng Tàu và báo lại cho Ủy ban Nhân dân tỉnh chậm nhất ngày 15 tháng 7. Thưa quý vị, trước những thiệt hại do mưa lớn lốc xoáy xảy ra tại thị xã Phú Mỹ và huyện Đất Đỏ hôm 2 tháng 7, ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ký công văn đề nghị Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ và Ủy ban Nhân dân huyện Đất Đỏ khẩn trương huy động lực lượng khắc phục hậu quả mưa dông gây ra, động viên chia sẻ với các gia đình bị thiệt hại, tạo điều kiện để người dân ổn định cuộc sống, đồng thời ra soát thống kê thiệt hại do dông lốc gây ra trên địa bàn quản lý, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo thời tiết để thông báo, hướng dẫn kịp thời, thường xuyên cho các cấp chính quyền, người dân để chủ động phòng tránh, tăng cường hướng dẫn hỗ trợ người dân, chăn chống nhà cửa và biện pháp phòng tránh ứng phó các loại hình thiên tai. Khẩn trương rà soát, kiểm tra các điểm có nguy cơ ngập úng tại các vùng trũng thấp để khơi thông, hạn chế ngập lụt. Đối với các khu vực nguy cơ sạt lở cao, chủ động di dời, sơ tán người dân đến các địa điểm an toàn. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khẩn trương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quản lý các hồ chứa nước bố trí trực canh 24/24 giờ tại các hồ chứa nước, đập thủy lợi, thường xuyên theo dõi mực nước tại các hồ chứa thủy lợi để chủ động điều tiết phù hợp, sẵn sàng các phương án kịch bản để đảm bảo an toàn công trình và hạn chế ngập lụt cho vùng hạ du. Chuyển sang những thông tin khác.
Thưa quý vị, sau 3 ngày thực hiện sinh trắc học tài khoản ngân hàng, hiện đã có 16,6 triệu tài khoản được kiểm tra đối chiếu với dữ liệu của Bộ Công an. Thông tin này được đưa ra tại hội thảo Giải pháp bảo vệ khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước tổ chức vào sáng nay 4 tháng 7 tại Hà Nội. Toàn hệ thống ngân hàng hiện có 170 triệu tài khoản. Chỉ trong 3 ngày, đã có 16,6 triệu tài khoản được xác thực sinh trắc học. Ngân hàng xác thực được nhiều nhất là 2,6 triệu khách hàng. Khi công suất tăng gấp 10 đến 20 lần thì khó tránh khỏi việc ách tắc cục bộ. Có 40 tổ chức tín dụng và 2 trung gian thanh toán đã cung cấp chính thức cái dịch vụ là trên cái app, và có 60 đơn vị là cung cấp cái dịch vụ là xác thực tại quầy. Và bên cạnh đó thì là có 1 tổ chức tín dụng đã cung cấp cái dịch vụ là xác thực thông qua là tài khoản VNID, là bên cạnh cái dịch vụ là qua cái NFC. Thực hiện cái sinh trắc học 2345 là vừa rồi chúng tôi đã triển khai thành công vào ngày 1 tháng 7. Thứ hai là chúng tôi cũng đang nghiên cứu, bởi vì sau khi triển khai 2345 thì tội phạm đã tiếp tục sử dụng một cái hình thức gọi là deepfake để giả mạo chính cái sinh trắc học của khách hàng để tiếp tục lừa đảo. Thì chúng tôi cũng sẽ nghiên cứu để đưa vào cái chống cái deepfake này. Trong bối cảnh nhu cầu đăng ký sinh trắc học của người dân tăng cao, mới đây đã xuất hiện đối tượng lừa đảo hỗ trợ cài đặt sinh trắc học. Các đơn vị liên quan khuyến cáo khách hàng nâng cao cảnh giác. Ngày 1 tháng 7 thì cũng đã có những cái hiện tượng là có một số đối tượng liên hệ với các cái cá nhân ở Việt Nam để thông báo rằng là chúng tôi ở ngân hàng, chúng tôi hỗ trợ cái việc là cập nhật thông tin sinh trắc học để thực hiện cái giao dịch theo quyết định của ngân hàng nước. Thì chúng ta nhìn thấy rằng như vậy thì các nhóm đối tượng có sự nghiên cứu rất là kỹ lưỡng, và khi một cái chính sách mới ra đời, ngay lập tức các đối tượng lợi dụng cái chính sách này để biến nó thành một cái phương thức để đi lừa đảo khách hàng. Bình quân một ngày trên hệ thống chuyển tiền liên ngân hàng có khoảng 2 triệu lượt giao dịch từ 10 triệu đồng trở lên, chiếm 8% tổng số lượng giao dịch. Việc yêu cầu xác thực sinh trắc học hướng tới việc bảo mật trong chuyển tiền và giải quyết tình trạng mở tài khoản bằng giấy tờ giả hay tài khoản không chính chủ. Ngoài ra, hiện tượng khách hàng cho thuê tài khoản cũng được hạn chế khi áp dụng xác thực sinh trắc học. Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 vừa được Kho bạc Nhà nước tỉnh tổ chức. Theo đánh giá tại hội nghị, 6 tháng đầu năm, Kho bạc Nhà nước tỉnh đã theo dõi sát tình hình thu chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh, phối hợp với cơ quan tài chính tổ chức điều hành ngân quỹ nhà nước linh hoạt, đảm bảo khả năng thanh toán của các đơn vị trên địa bàn. Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2024, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đạt hơn 47.800 tỷ đồng, đạt 58,38% so với dự toán được giao năm 2024 và tăng 8,76% so với cùng kỳ năm trước. Trong số này, thu từ các khoản thu nội địa chiếm 53,8%. Ngoài ra, các khoản chi ngân sách nhà nước đã được Kho bạc Nhà nước tạm ứng thanh toán cho các đơn vị kịp thời đúng quy định. Trong những tháng còn lại của năm 2024, Kho bạc Nhà nước tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ngân hàng thương mại, cơ quan thuế, hải quan và các cơ quan thu khác, tổ chức tập trung đầy đủ kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà nước và phân chia chính xác số thu cho các cấp ngân sách theo đúng tỷ lệ quy định. Thực hiện nghiêm các quy định về quản lý kho quỹ, bám sát các văn bản chỉ đạo điều hành của Bộ Tài chính, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Kho bạc Nhà nước về giải ngân vốn đầu tư công, công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước để có biện pháp kiểm soát chi chặt chẽ, kịp thời, đúng quy định. Từ đầu năm đến nay, ngoài tăng cường triển khai cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu còn chỉ đạo các tổ chức tín dụng thực hiện hiệu quả chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp, ổn định mặt bằng lãi suất. Các ngân hàng ký cam kết giải ngân hàng ngàn tỷ đồng, giúp nhiều doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất kinh doanh. Tiếp tục giải ngân với mức lãi suất ưu đãi cho các doanh nghiệp tham gia chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp. Từ đầu năm đến nay, doanh số cho vay của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ước đạt 6.300 tỷ đồng với 67 doanh nghiệp vay vốn, dư nợ ước đạt 8.950 tỷ đồng, tăng 76% so với cuối năm 2023. Đẩy mạnh kết nối ngân hàng doanh nghiệp, 6 tháng cuối năm, các tổ chức tín dụng tiếp tục đơn giản hóa thủ tục vay vốn, tháo gỡ khó khăn trong quan hệ tín dụng với khách hàng nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng nhưng vẫn đảm bảo an toàn vốn vay. Tiếp tục cấp tín dụng hướng vào những lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng của nền kinh tế theo chủ trương của Chính phủ và Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Thưa quý vị, trong đề án thực hiện chế độ tiền lương mới từ ngày 1 tháng 7 sẽ có cả phần tăng lương tối thiểu vùng. Đây là nội dung được người lao động rất quan tâm. Tuy nhiên, trong điều kiện tình hình kinh tế xã hội chưa phục hồi hoàn toàn, nhiều doanh nghiệp sẽ phải rất nỗ lực bố trí quỹ lương để kịp thời thực hiện tăng lương ngay trong tháng 7. Trước thông tin tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động như anh Thành vô cùng chờ đợi. Lương tăng sẽ giúp công nhân thêm thắt được phần nào để bù đắp chi phí trong cuộc sống. Mình là có gia đình vợ con thì vợ con mình ở đây, đôi khi là cái mức lương của mình không đủ để đáp ứng nhu cầu con đi học và sinh hoạt. Vì tiền phòng trọ thì nó cũng tăng theo cái mức lương mà công nhân nó tăng lên. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, mức lương tối thiểu vùng tại khu vực doanh nghiệp sẽ tăng 6% so với mức hiện hành, tương ứng tăng từ 200.000 đồng đến 280.000 đồng. Sau 2 năm, việc điều chỉnh tiền lương được xem là cần thiết nhằm đảm bảo đời sống cho người lao động. Tăng lương tối thiểu vùng thì đời sống vật chất của chúng tôi sẽ được cải thiện và cái bảo hiểm, tiền bảo hiểm của chúng tôi sẽ được tăng lên và ảnh hưởng đến cái lương hưu của chúng tôi nữa. Với những người lao động như chúng tôi thì là rất là mong muốn là cái mức mà hưởng lương hưởng lương cơ bản sẽ là tăng lên, tại vì là cũng trang trải cuộc sống cá nhân hoặc là nhiều vấn đề khác nữa. Tuy nhiên, trong bối cảnh khó khăn, tăng lương cũng tạo áp lực không nhỏ cho doanh nghiệp. Với khoảng 500 công nhân, doanh nghiệp này sẽ phải dành một phần chi phí để điều chỉnh cho đợt tăng lương này. Lương tăng kéo theo một loạt chi phí tăng theo như kinh phí đóng bảo hiểm xã hội, kinh phí công đoàn. Về trong cái bối cảnh hiện nay thì việc tăng lương tối thiểu cho người lao động thì về phía doanh nghiệp nó cũng tăng thêm một phần chi phí và người lao động cũng phải bỏ ra một phần chi phí để tham gia đóng bảo hiểm xã hội khi mà lương tối thiểu tăng lên. Theo đại diện Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, dù đơn hàng chưa phục hồi hoàn toàn, nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn cố gắng thực hiện đúng lộ trình tăng lương. Thậm chí nhiều nơi còn thực hiện tăng lương ngay từ đầu năm để thu hút lao động vào nhà máy. Bên bộ phận nhân sự của chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để có thể áp dụng cái việc tăng lương cơ sở cho người lao động từ 1 tháng 7. Thì chúng tôi hoàn toàn có thể tuân thủ và triển khai. Đây cũng là một cái nỗ lực rất lớn của cộng đồng doanh nghiệp. Và cộng đồng doanh nghiệp có thể nói rằng có những doanh nghiệp cũng cần phải gồng mình lên để thực hiện các cái hoạch sản xuất kinh doanh đang rất còn khó khăn. Nhưng mà cái yêu cầu tăng lương tối thiểu, trách nhiệm, nghĩa vụ đối với người lao động và người ta đồng hành cùng với người lao động trong cái việc này. Từ năm 2008 đến nay, lương tối thiểu vùng tăng đều qua các năm với mức tăng từ 120.000 đồng đến 650.000 đồng tùy từng năm. Việc điều chỉnh tiền lương được xem là giải pháp giúp người lao động cải thiện cuộc sống, hỗ trợ tích cực cho doanh nghiệp xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và hạn chế các tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể phát sinh. Chương trình thời sự tối sẽ tiếp tục với những thông tin khác. Thưa quý vị, đoàn kiểm tra Ban chỉ đạo Trung ương phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa do ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương làm trưởng đoàn, đã làm việc kiểm tra tình hình thực hiện phong trào tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tiếp và làm việc với đoàn có lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh. Thời gian qua, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu triển khai sâu rộng, ngày càng có hiệu quả cao, phát huy được những truyền thống tốt đẹp của mỗi gia đình, dòng họ và cộng đồng dân cư, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Năm 2023, toàn tỉnh có 93,35% gia đình đạt chuẩn văn hóa, 98,21% thôn ấp khu phố đạt danh hiệu văn hóa, 47 trên 47 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 31 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Hai đơn vị cấp huyện đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên Thường trực Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa Trung ương, đề nghị thời gian tới, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, có giải pháp nâng cao giá trị văn hóa địa phương, thực hiện hiệu quả các đề án truyền thông về các phong trào, quan tâm xử lý các vấn đề tư tưởng, phát ngôn về tôn giáo. Thưa quý vị, hiến xác hiến tạng cho y tế để cứu giúp người bệnh là một việc làm vô cùng cao đẹp. Với thông điệp đầy yêu thương trong cuộc sống, cho đi là còn mãi, hàng chục người trên cả nước đã tình nguyện đăng ký hiến mô tạng để cứu người.
Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng đang nỗ lực để lan tỏa mạnh mẽ nghĩa cử cao đẹp này. Dù tuổi còn trẻ, nhưng đôi vợ chồng này đã đăng ký hiến mô tạng cho y học khi qua đời. Thì hai vợ chồng này thường xuyên xem tin tức ở trên báo đài thì thấy có những cái trường hợp rất là hiểm nguy, cần phải hiến mô tạng thì mới cứu được sự sống. Thì qua đó thì thấy được cái sự cần thiết của nó, thì hai vợ chồng mới nghĩ là nếu mà mình cho đi như vậy mình cứu được biết bao nhiêu mạng người. Mình đã quyết định là đăng ký hiến tạng. Mình rất là vui, với lại mình cũng nghĩ trong đầu là mình sẽ lan tỏa một cái gì đó gọi là yêu thương, gọi là cho đi để sẽ còn mãi, để cho những cái người mà cần cái những cái bộ phận mà thiếu trong con người á. Cũng với tinh thần cho đi là còn mãi, chị Hà, công nhân công ty cổ phần dịch vụ môi trường và công trình đô thị Vũng Tàu đã đăng ký hiến tạng với mong muốn có thể giúp những người bệnh khác nối dài thêm sự sống. Cơ duyên gặp được hội trưởng hội chữ thập đỏ, rồi cũng như là mình thấy ở ngoài kia cũng như những cái mảnh đời bất hạnh người ta cũng rất là cần, thì mình nghĩ là hiến những cái phần mà những người ta cần để cho giúp ích cho những cái người đấy, để cho người ta kéo dài cái thời gian tuổi thọ người ta. Góp phần lan tỏa, nhân lên những nghĩa cử cao đẹp, thời gian qua, các cấp hội chữ thập đỏ trên địa bàn thành phố Vũng Tàu đã tăng cường tuyên truyền về hiến mô tạng đến mọi tầng lớp nhân dân. Nhờ đó, từ năm 2021 đến nay, trên địa bàn thành phố có khoảng 200 người đã đăng ký hiến mô tạng bộ phận cơ thể cho y học sau khi qua đời. Những người đăng ký đều được Trung tâm Điều phối Ghép tạng Bệnh viện Chợ Rẫy cấp thẻ đăng ký và Hội Chữ thập đỏ thành phố quản lý, theo dõi, cập nhật thường xuyên về địa chỉ, nơi ở, số điện thoại và tình trạng sức khỏe. Hội Chữ thập đỏ phường 8 đã tuyên truyền trên cái nhóm Zalo có 500 người tham gia, và cái nhóm trang Facebook của hội có 2.000 lượt người để theo dõi, để mình tuyên truyền về ý nghĩa của việc đăng ký hiến mô hiến tạng. Hội cũng thường xuyên đưa những cái tin hình ảnh về cái hoạt động hiến mô hiến tạng và hiến máu, nên các bạn cũng phần nào hiểu được về cái việc hiến mô hiến tạng để góp cái một phần cơ thể của mình sau khi mất. Nên là khi mà triển khai các hoạt động về đăng ký hiến mô hiến tạng thì cũng được các bạn đăng ký nhiệt tình. Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ có nhiều cái phương pháp làm nó tốt hơn trong cái công tác mà truyền thông vận động. Thì ngoài cái hình thức là truyền thông tập trung như trước đây thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng xây dựng các cái tờ rơi. Ngoài ra thì trước đây các cái chương trình truyền thông chúng tôi lồng ghép vào các cái buổi mà truyền thông của hiến máu tình nguyện, thì thời gian sắp tới chúng tôi sẽ làm chuyên đề hơn, chúng tôi sẽ tách riêng ra các cái đơn vị hội giúp đỡ phường xã hàng năm phải cố gắng là vận động người dân tham gia đăng ký hiến tặng mô tạng càng nhiều càng tốt. Ước tính tại Việt Nam trong một ngày có khoảng 10 người chết trong khi chờ ghép tạng. Đáng chú ý, số ca được ghép từ người hiến chết não còn rất khiêm tốn so với nhu cầu cần được ghép. Do vậy, hành động nhân văn, nghĩa cử cao đẹp về hiến mô tạng cần được lan tỏa hơn nữa. Như lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, hiến tạng trên tinh thần, mở lòng nhân ái, lan tỏa yêu thương, thắp sáng niềm tin, tiếp nối hy vọng, gieo mầm sự sống. Đó là tình yêu, nghĩa cử cao đẹp nhất, một người có thể cứu nhiều người. Tiếp tục chương trình thời sự tối, mời quý vị cùng cập nhật những tin tức quốc tế. Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ không từ bỏ cuộc đua vào Nhà Trắng, cho dù mới đây ông đã có màn tranh luận không mấy thành công trước ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump. Theo kết quả thăm dò mới nhất của hãng Ipsos, sự ủng hộ của cử tri đối với Tổng thống Biden trong tuần này đã bất ngờ gia tăng lên bằng giới mức của cựu Tổng thống Trump. Một dấu hiệu cho thấy cuộc đua tranh cử đang ngày càng gay cấn, bất chấp màn tranh luận mờ nhạt mới đây của ứng cử viên đảng Dân Chủ. Trong cuộc thăm dò này, cả hai ứng cử viên cùng nhận được 40% số phiếu ủng hộ của cử tri, trong khi tỷ lệ này trước đó là 39% và 41% nghiêng về ông Trump.
Tuy nhiên, theo đặc thù của hệ thống bầu cử Mỹ, lá phiếu của cử tri chỉ thể hiện mức độ ủng hộ của người dân dành cho các ứng cử viên. Còn yếu tố quyết định ai sẽ là người chiến thắng lại nằm trong tay của các bang chiến trường. Tiến trình thành lập chính phủ mới tại Bulgaria tiếp tục gặp bế tắc khi quốc hội nước này không thông qua đề xuất thành lập chính phủ thiểu số của thủ tướng được chỉ định Rosen Desakov. Với thất bại này, Bulgaria sẽ tiếp tục chìm trong bế tắc chính trị và đẩy mục tiêu gia nhập khu vực đồng tiền chung Euro ngày càng xa hơn. Đầu tuần này, ông Dejakov của đảng bảo thủ GERB được giao nhiệm vụ thành lập chính phủ thiểu số sau cuộc bầu cử bất phân thắng bại vào tháng trước. Tuy nhiên, trong cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội, chỉ có 98 trên 240 thượng nghị sĩ ủng hộ đề xuất thành lập chính phủ của ông Dejakov, trong khi có tới 138 người phản đối. Theo quy định, trong vài ngày tới, Tổng thống Bulgaria Rumen Radev sẽ trao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới cho đảng MAF tự do, chính đảng lớn thứ hai tại nước này. Nếu đảng MAF cũng không thể thành lập được chính phủ mới, thì Bulgaria sẽ phải tổ chức một cuộc bầu cử mới, cuộc bầu cử thứ bảy chỉ trong 3 năm qua ở nước này. Chuyển sang thông tin khác, thưa quý vị, khu vực Trung Đông và Bắc Phi vẫn là khu vực kém yên bình nhất trên thế giới, thứ hạng mà khu vực này đã giữ trong 9 năm liên tiếp. Báo cáo chỉ số hòa bình toàn cầu GPI năm 2024 mới được công bố. Báo cáo GPI năm 2024 do Viện Kinh tế và Hòa bình IEP công bố đã xếp hạng mức độ hòa bình của 163 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong báo cáo chỉ ra 4 trong số 10 quốc gia kém hòa bình nhất nằm trong khu vực Trung Đông và Bắc Phi. Yemen là quốc gia kém hòa bình nhất trong khu vực và là quốc gia kém hòa bình nhất theo GPI năm 2024. Xếp sau Yemen là Sudan, Nam Sudan, Afghanistan và Ukraine. Trên toàn cầu, IEP nhận thấy mức độ hòa bình trung bình một lần nữa lại xấu đi với 56 cuộc xung đột đang nổ ra, nhiều nhất kể từ khi kết thúc chiến tranh thế giới lần thứ hai và có ít xung đột được giải quyết hơn. Trong bối cảnh giao tranh tại Gaza vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, cả Israel và phong trào Hamas đang tiếp tục xem xét các đề xuất ngừng bắn nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 9 tháng qua và khiến 90% dân số tại đây phải lánh nạn. Phong trào Hamas đã gửi các ý tưởng mới về thỏa thuận ngừng bắn cho trung gian hòa giải Qatar, nhưng không cho biết thông tin chi tiết. Thủ lĩnh Hamas đã có các cuộc điện đàm với phía Qatar, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ về vấn đề này. Văn phòng Thủ tướng và cơ quan tình báo Israel đã xác nhận thông tin trên và đang đánh giá đề xuất của Hamas, đặc biệt là các nội dung liên quan tới vấn đề con tin. Liên quan tới chính quyền Palestine, Israel đã chuyển trả gần 120 triệu đô la Mỹ tiền thuế lần đầu tiên kể từ tháng 4. Phía Palestine khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực để thu hồi toàn bộ 1,6 tỷ đô la Mỹ tiền thuế đang bị Israel tạm giữ. Tuy nhiên, một số nguồn tin cho biết Tel Aviv đã thông qua việc thu hồi gần 13 km vuông đất tại khu vực thung lũng Jordan ở bờ Tây. Đây là thu hồi đất lớn nhất của Israel trong hơn 30 năm qua.